Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Thiên Vũ Channel. Thì hôm nay Lương với anh Duy đi đặt tại Biên Hòa, Đồng Nai. Thì hôm nay cô chú đã sử dụng một cái bộ combo, đó là con KP 2012 G2. Thì sản phẩm này, thì JBL này, cái dòng thì chú muốn treo cái nằm thế này. Và hôm nay chú sử dụng thì mới là con sub MF3. Đây, mà cameraman mình quay thực tế. Hôm nay cô chú sử dụng cho mình con sub đó là MF3 này. Và cái tủ này mình đang, cái thiết bị mình đang bỏ vô cũ cho mọi người thấy gọn gàng không? Đây. Đó. Hôm nay cái men mình sử dụng là con CX-KX 2006. Hôm nay mình sử dụng con số là con VF8 nè. Thì mọi người biết một sản phẩm mới bên Thiên Vũ lắp đặt thì VF8 này cũng đang được bán rất là chạy mọi người. Và con hôm nay là con 599 Smith 599 thì mọi người có khá quen thuộc cái con này đúng không ạ? Rồi bây giờ thì Lưng sẽ setup và tuning để mọi người nghe thử chất âm của con dòng KP 2012G2 này, để mọi người trải nghiệm chất âm nè, để cũng dịp Tết tới rồi thì để các mọi người biết được dòng sản phẩm này và trải nghiệm. Thì với giá thành thì cặp giá này thì nó cũng đâu có đối tương bằng khoảng 68 triệu mọi người. Thì hổng gài lên lắp đặt thì mọi người cũng biết rồi, thì có rất nhiều dòng sản phẩm, thì không biết mọi người có để ý đến dòng sản phẩm này chưa. Thì hôm nay Lương sẽ giới thiệu thêm một dòng sản phẩm này để cho mọi người được biết đến, để chúng ta trải nghiệm chất âm nè, cũng như công suất của nó như thế nào. Xin mời mọi người cùng theo Lưng nè, tuning setup nghe thử nó nha. Anh người có trời đã sáng, mùa đông giá em đang chờ, mùa đông mai ấm em đang tìm màu áo cưới cho em. Ôi mắt ngọt lại buồn ngày sao, khi ta đã nguyện một đời bên nhau. Dù cho đêm sóng mỗi vai mờ, dù cho mặt xanh kia hương ngừa, và dù nắng tháng vui pha. Vừa rồi Lương cũng đã cho mọi người nghe test thử, thì cô cũng đang hát và Lương cũng đang hát một bài. Thì mọi người không biết có trải nghiệm chất âm nó như thế nào thì xin mọi người để lại comment ở phía bên dưới, và đừng quên nhấn like, share, subscribe cho Thiên Vũ để Lương có thể tiếp tục để đăng được nhiều clip hơn để mọi người trải nghiệm được những dòng sản phẩm khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.